Xin chào anh em đang trở lại với kênh Thanh Long Việt. Lâu quá không ra chăm sóc vườn nay ra dọn dẹp một chút xíu cũng như thu hoạch một số thanh long. Không lâu quá không biết gặp lại anh em thì ngày hôm nay làm clip này để thưởng thức thanh long là tại vườn luôn. Mình trồng hữu cơ luôn chứ không có phân thuốc gì. Anh em nhìn ha, tai ngoe mỏng vỏ này nọ kia đầy đủ hết để mình coi có chất lượng trái như thế nào, nó ngon không ngon. Cây của mình thì cũng xài hữu cơ thôi chứ không có gì cho nên nó bệnh te tua. Đó, nay ra dọn cỏ với lại cố tình cắt cho anh em xem cái trái trên cây luôn để có nhiều anh em hôm nay còn gọi mình á, hỏi coi cái trái anh long này nó có thiệt không á. Nhiều khi anh em không có xem nhiều clip cho nên là không có biết cái loại này nó nhiều, cho nên người ta cũng bán tính bán nghi, người ta gọi hỏi từ cái này có hay không. Rồi mình cắt cái cây luôn cho anh em xem. Dơ quá. Này thì làm luôn. Đây nè. Để anh em mà chưa có biết á thì mình coi thử coi cái hình thức như thế nào. Anh em nhìn ha. Do mình trồng hữu cơ cho nên là nó mỏng vỏ, rất là mỏng vỏ nè. Đó. Thứ hai nữa là cái ngoe nó rất là yếu. Thì đặc điểm trên lông nào mà mình không có xử lý thì nó sẽ như thế này. Đó, để coi mình chất lượng ăn như thế nào nha anh em ha. Thì chất lượng thịt á thì cái này nó xốp hơn anh long trắng ha, nó xốp hơn long trắng. Và anh em nè coi nè, cái mẫu vỏ của nó rất là mỏng luôn, mỏng lét luôn chứ không phải cái kia. Thì ở trong á ruột trắng, cái này á thật ra có nhiều anh em người ta phân tích là có trắng trong hay là trắng đục như thế nào, nhưng mà mình test thử chất lượng chẳng hạn khi mình làm trái một cái bình thường không có làm gì hết thì để nó chín mùi thì nó sẽ có cái vị như thế nào. Thật ra thanh long này cũng vậy, chẳng hạn khi mình để nó lâu thì cái vị ngọt càng ngày nó càng tăng lên. Nếu mà chẳng hạn như cái trái thông thường này mình đã đo rồi á thì độ ngọt nó quanh quẩn nó khoảng 18 đến 20 độ Brix. Nhưng mà đầu máy ha, ăn thử cái này có ra sao. Này nó ngọt, nó ngọt nha anh em, phải nói luôn. Nè nhìn cái màu, nhìn cái màu thịt là anh em cũng đoán được nó ngọt tới mức nào rồi ha. Đấy, khỏi phải nói. Đặc biệt mình trồng theo cái khuynh hướng là không có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, tăng trưởng nhiều cho nên là cái vị ngọt của nó còn được giữ. Vỏ mỏng lét luôn nè. Chiều làm clip sơ sơ cho anh em xem ha. Trời ơi. Đây mà anh em mời cắn vô một cái chắc. Chiều làm về cắn này mát ơi là mát. Quá ngon nè. Ăn trong quê phim thèm chơi. Cái này mà cỡ ngọt cái này dám cá cho anh em toàn được 3-4 trái một được. Thiệt. Ước gì mà anh em được ăn những trái lòng như thế này. Anh em mà cũng nhã hứng tham quan vườn hay là đến chơi gì anh em có thể liên lạc vào số điện thoại tôi bên dưới. À, hoặc là địa chỉ anh em có thể tới chơi để coi cái này nè. Yeah. Coi lại nữa, cái vỏ nó vô cùng mỏng luôn, xài theo phương hướng này thì ăn hơi bị ngon. Làm clip giới thiệu cây mà làm như clip ẩm thực vậy, muốn hết ra lòng. Quá đã.